Xin giới thiệu với cả nhà nhá. Đây là cây nhãn. Cây nhãn là mình đang thiết kế để làm nhãn bonsai nhá. Đấy. Cây này mình đã nuôi rất nhiều năm, cũng phải mười mấy năm rồi. Đấy. Vừa rồi vừa ăn quả xong. Ăn quả xong rồi, giờ nó bắt đầu là bật mầm. Mình sẽ tiến hành cắt. Bởi vì cái thân già của nó mình cũng chưa làm bao giờ, thế nhưng mà mình cảm giác theo cái quan điểm mình cảm nhận thì mình sẽ thấy là bây giờ mình cắt sâu xuống cái thân già, mà mặc dù bây giờ mình chưa đánh đâu, nhưng mà cái thân già nó bây giờ mình cắt sâu xuống thì mình phải để nguyên cái bộ rễ đấy, xong rồi nó bật những cái lứa mầm mới. Thế xong rồi đến cuối năm thì cái lứa mầm đấy nó bánh tẻ thì mình sẽ tiến hành mình đánh. Thì lúc đấy mình đánh thì mình sẽ ươm, đánh dần dần nó ươm, xong rồi mình cho lên chậu. Đấy, cây này to, rất là to. Hiện tại nó đang cao khoảng từ gốc lên ngọn nó cao khoảng 3 mét. Đấy. Cao khoảng 3 mét nhé. Gà tre nhà mình đây. Cắt thì cũng ấy đấy, nhưng mà phải cắt thôi. Bởi vì là mục đích là chơi cây mà. Mục đích là chơi cây thì phải cắt thôi. Đó. Nên bây giờ mình sẽ, nó rậm rạp lắm. Bây giờ vào cắt cũng ấy, hy vọng là cuối năm nó sẽ cho lên chậu. Cho lên chậu cây này thì nếu mà thành công là cực khủng luôn đấy. Cây to đẹp nha. Cây to đẹp luôn. Để dụng cụ để chuẩn bị cắt cái phôi cây nhãn này thì mình bao gồm có này, bởi vì nó rất là rậm nên phải cần một con dao phát để phát quang lối vào. Xong đấy là mình dùng hai con cưa cành to, cưa cành bé, và nếu có thể là dùng tiếp đến là cái kéo cắt. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành. Quang này đi, mình nhớ cây này nó rậm, nó có một cái con gì đấy rất là sợ. Đây, em tiến hành nhỉ. Quay lại gần nhá. Quay lại gần trong thân cây để các bác xem. Hây. Đây nhá. Ôi. Bị gốc của nó đấy. Đấy, bị gốc của nó đấy. Đó. Các tay của nó thì cũng chưa được đều lắm đâu, nhưng mà thôi cũng chả biết cách nào được. Cũng chưa không được côn lắm, nhưng mà nuôi tay chỉ được tầm này thôi, nuôi quá thì cũng không ổn lắm. Bây giờ mình sẽ
tiếp tục cắt nhá. Thank you.